thưa quý vị, ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản về việc phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chủ giá trị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định của luật chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, về dịp ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2025, định hướng phát triển 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch chăn nuôi được tích hợp trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để xác định cơ cấu các loại vật nuôi phù hợp, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế so sánh và có kế hoạch sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi nhanh diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi kiểm tra ngăn chặn xử lý nghiêm các hoạt động xuất nhập khẩu con giống các sản phẩm chăn nuôi trái phép